vài bữa cơm nữa con đi làm xa rồi, cho nên con mới nấu một bữa cơm cho má ăn nè. Má ăn nhiều nha má. Ủa chi? Sao nhà mình ai cũng ăn chén kiểu chưa có một mình má ăn chén đó vậy? Thì thôi bà con, chén nào cũng được mà. Chị hai, trời đất chết tôi ăn mà chị hai. Ăn đi. Em làm vậy sao chị ăn được? Sao chị ăn ngon vậy? Chị thấy đối xử với má tệ quá à. Sao chị an tâm đi làm xa? Thì chị đi làm đi, chị gửi tiền về. Chị có tiền gửi về á, thì cái gì cũng được hết á. Ăn đi. Ngôn ngữ trần gian như túi rách, đừng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Nếu tay con với thời gian, thời gian lặng lẽ trôi vào hư vô. Lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông vẫn lá người không thấy về. Xin người hãy trở về một lần cuối rồi. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kinh công. Chờ đợi con ơi, con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Sầu lên mắt mẹ nghe con ơi, con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.
à mẹ buồn, đừng để sống